Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh trên nốt màu của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review hướng dẫn các bạn tô màu, đó chính là chú gấu đang ngồi ăn mật ong nha. Thì cùng bắt tay vào tô màu của mình nhé. Về phần mặt mình sẽ tô màu vàng. Về trên lọ mặt mình sẽ tô màu nâu xen kẽ với màu vàng bò. Cái áo của chú gấu mình sẽ tô màu xanh lá cây. Chú gấu mình sẽ tô màu vàng nhạt nha. Các bạn ơi, vậy là mình đã tô hoàn thiện xong bức tranh hình ảnh chú gấu đang ngồi ăn mật ong rồi các bạn nhé. Thì hôm
nay mình có tô tông màu nó là nâu vàng, xanh và vàng nhạt. Các bạn có thể tham khảo tông màu hôm nay mình tô màu nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Đừng quên bấm like và subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo của mình.